Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc? Em bị bối rối sau khi nghe những lời Ama nói. Em nên hạnh phúc mới đúng chứ. Sao anh lại nói thế? Ý của anh là vừa rồi em chỉ nghe những lời Ama nói chứ chưa thực sự hiểu được một sự thật đằng sau đó. Ama rất tôn trọng Bindung, vậy nó không thể nghe bất kỳ lời không hay về con bé. Cuộc sống của anh ba đã thay đổi sau khi kết hôn với Bindung. Và giờ đây, bản thân anh ba cũng đã thay đổi rồi. Nó bắt đầu hiểu bản thân mình hơn. Khi anh ba kể về Kangana, anh cảm giác như nó đang bảo vệ một thói quen vậy. Chỉ vì vào một thời điểm nào đó, cô ấy là một phần cuộc sống của nó và không có gì khác. Nhưng khi Ama nói về Bindung, bất cứ ai cũng có thể phát hiện ra tình cảm của nó dành cho con bé. Anh chắc chắn rằng nó yêu Bindung. Nhưng Ama hiểu nhầm tình bạn của Kangada là tình yêu, và tình yêu với Bindung nó lại coi là tình bạn. Có lẽ anh nên làm gì đó khiến con trai chúng ta nhận ra thôi. Anh nói rất có lý. Đương nhiên, anh chỉ suy yếu về thể chất chứ không phải về mặt tinh thần. Vậy bây giờ anh sẽ làm gì? Anh đã tìm ra bí mật trong trái tim Ama, nhưng anh cũng cần phải biết tình cảm của Bindung. Anh muốn biết Bindung có yêu con trai chúng ta hay không. Ama, Bindung. Ama. Bindung, lấy túi của con rồi đi đi. Bindung, lại đi. Ngồi xuống. Giống như những câu chuyện con thường kể về dì và mẹ con, ngay cả ba cũng có những câu chuyện riêng của mình. Con có muốn nghe không? Ở một ngôi làng nhỏ, có một ngôi trường nọ. Và một ngày, bọn trẻ cảm thấy không muốn đi học nữa. Chúng đã nghĩ đến việc xin giáo viên cho chúng nghỉ một ngày. Khi thầy giáo bước vào lớp, bọn trẻ bắt đầu la hét: "Hãy cho chúng con nghỉ một ngày đi mà." Giáo viên trấn an họ bằng cách lớn tiếng quát: "Ai muốn có một ngày nghỉ, giơ tay lên."
Và khi đó bà đã giơ tay. Bà nghĩ rằng mọi người khác cũng sẽ làm như vậy. Nhưng con biết không, ba là người duy nhất làm điều đó. Giáo viên đến gần muốn trách phạt ba. Và sau đó, ba con đã ngăn thầy ấy lại. Không, thưa giáo viên, ý tưởng xin nghỉ một ngày là của con, thầy hãy trách phạt con đi. Giáo viên nghe thấy cả hai đều giận lỗi về mình, liền tỏ ra bối rối. Sau đó thầy rời khỏi lớp mà không trách phạt ai trong hai người bọn ta. Con có nhận ra ý nghĩa đằng sau câu chuyện này không? Những người bạn thực sự là những người quản nặng có nhau. Bạn của con vì muốn giúp đỡ bạn mình mà không sợ bị trách phạt. Ông ấy đã không bỏ mặc ba ngày hôm đó. Và hôm nay con cũng đã làm thế với ba. Biết điều ba tôn trọng tình bạn tuyệt vời này của con. Con đã rất tận tâm vì tình bạn ấy. Nhưng ba vẫn trách phạt con và không đề cao cách con đã làm. Hãy tha thứ cho ba. Ba ơi, ba đừng xin lỗi con, đừng làm con xấu hổ thêm nữa. Ba là ba của con mà. Con luôn sẵn sàng nhận mọi hình phạt của ba. Con sẽ không phàn nàn nữa lời. Con à, ba chỉ có một thỉnh cầu. Ba nói cho con biết đi ba, con sẽ làm theo bất cứ điều gì. Ba nói đi ba. Bình đừng. Ba đã quen với sự hiện diện của con rồi. Nếu con rời đi, ba không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa. Chỉ có con mới có thể giúp ba phục hồi sức khỏe mà thôi. Đây là yêu cầu duy nhất của ba. Hãy ở bên cạnh ba cho đến khi ba bình phục hoàn toàn. Như cánh tay phải đắc lực của ba. Chắc chắn rồi ba ơi. Ngày xưa có một đất nước, hôm đó có một xưởng may rất lớn. Nó còn lớn hơn Trabahan. Sau đó chuyện gì xảy ra vậy ba? Một người đàn ông đến đất nước đó để kiếm việc làm. Và tên ông ấy là ông Kanda. Ông ta luôn tự làm theo ý mình. Sau đó điều gì xảy ra vậy? Còn gì nữa, người đàn ông đó thật đáng sợ. Thậm chí ngay cả người đứng đầu của nhà máy dệt đó cũng sợ ông ta. Tại sao vậy? Bởi vì ông ấy có hàm răng đen kịt, đôi mắt to và vô cùng đáng sợ, và móng tay dài như một con quái vật vậy, thứ mà hắn dùng để ăn thịt trẻ con. Ông ấy sẽ không tha thứ cho những đứa trẻ như chị đâu. Đến cả bà chủ nhà máy may cũng bị gắn vào chiếc máy khâu của ông ấy. Ôi, sao có thể như thế được, phải là bị bỏ trong hộp sâu dưới lòng đại dương mới đúng chứ.
tại sao không gắn được vào máy may? Bạn có thấy không, bọn trẻ lộn cả hai câu chuyện vào với nhau rồi. Là tại con đấy, ông Kênh đã trở thành ác quỷ trong câu chuyện buổi chiều và một con rồng trong câu chuyện buổi tối. Cả hai câu chuyện đều đã bóp méo hoàn toàn. Nhưng ít nhất nó giúp trẻ con ăn ngon miệng. Cuối tháng sắp đến và tôi cần phải trả lương cho mọi người. Tôi không biết phải trả cho mọi người bao nhiêu. Quên đi. Cô muốn mức lương bao nhiêu hả? Cô có điên không vậy? Làm sao tôi có thể nói sai một con số mình muốn được chứ? Anh từng được trả bao nhiêu ở công ty trước đây chứ? Không nhiều đến thế đâu. Vì vậy anh cũng có thể quản lý với mức lương ít hơn. Cô là chủ doanh nghiệp, cô nên biết cô cần trả cho người của mình bao nhiêu. Nếu cô không thể quyết định điều đó, hãy rời khỏi công ty này. Cô sẽ không thể quản lý nó đâu. Mức lương ra sao đối với mỗi người giống như là hồ sơ chính phủ vậy. Nó hoàn toàn bí mật, không ai được biết mức lương của người khác. Không thể biết được. Nhưng phải có một số nguyên tắc chứ ba, để con có một căn cứ mà quyết định sẽ trả cho mỗi người mức lương bao nhiêu. Ba kể cho con nghe một câu chuyện rất buồn cười như thế này nha. Mọi nhân viên đều cảm thấy đồng nghiệp của mình sẽ nhận được lương cao hơn mình. Nhưng thật ra, Mina hả? Đó chỉ là cách để người tuyển dụng lao động hạ thấp chi phí nhân công xuống. Họ luôn nói với một công nhân rằng đồng nghiệp của anh ấy đã đồng ý làm việc với mức lương thấp hơn. Vậy tại sao anh ta cứ làm ầm ĩ lên như thế? Đây là một thủ thuật để trả tiền lương cho nhân viên. Không một ai được biết về mức lương của đồng nghiệp của mình cả. Meta, em suy nghĩ việc gì mà tập trung vậy? Sao anh biết em có chuyện cần suy nghĩ? Nhìn giấy mặt của em là biết liền. Thế em đã tìm thấy một giải pháp nào chưa? Hãy cho anh một mức lương đủ để trang trải cuộc sống nào. Được không? Chân. Được rồi. Em nói đi, Kankada, phải là em. Kankada, là bí mật dơ bẩn của cuộc đời anh đấy, đúng không? Ai mà, hãy cẩn thận. Em hy vọng không có ai ở xung quanh khi anh nói chuyện với em. Nếu không người ta hỏi anh rằng, ai đang nói chuyện với anh vậy? Kankada à, anh đang định gọi em, thật sao? Anh mà, em đã chờ anh gọi cho em, nhưng mà em đã phải gọi trước vì anh không hề muốn gọi cho em. Em đã chuẩn bị bài thuyết trình cho anh cả đêm rồi. Vậy mà anh trả ơn em thế này hả? Sáng sớm vậy con đã xúc phạm em. Anh ma, nếu em muốn em có thể đáp trả lại cô ấy. Nhưng em đã không thốt ra một lời nào vì anh. Em cũng không muốn phá vỡ kỷ luật của bệnh viện, cũng như không làm phiền ba của anh. Em tới đó để gặp anh mà anh ma, chứ không phải ba của anh. Điện thoại của em sắp hết pin rồi, nên em muốn gặp để nói chuyện với anh. Em sắp rời đi. Nhưng tại sao anh không gọi cho em chứ? Anh có thể gọi cho em một lần mà anh ma. Ít nhất anh nên hỏi về sức khỏe của em. Anh có thể kể cho em nghe về tình trạng của ba anh. Hoặc anh có thể xin lỗi về cách Pinu đã nói chuyện với em. Việc gọi cho em không quan trọng nữa hả, có phải không? Bây giờ anh đang bận với vợ của anh, đúng không? Khánh hả, em đang giận Pinu vô cớ đi. Anh vẫn đang bảo vệ Pinu sao? Khánh Kada, hãy bình tĩnh đi, làm ơn. Em vẫn chưa hồi phục và nổi giận không giải quyết được vấn đề gì cả. Làm ơn đi anh ba, đừng giả vờ an ủi em nữa. Không cần phải thể hiện sự quan tâm giả tạo đó đối với em nữa. Em sẽ không cố tự tử nữa. Lần trước em đã cố tự tử vì em tưởng anh còn yêu em. Nhưng bây giờ chẳng còn gì cả. Và anh biết không, lần sau nếu vợ của anh hỏi em có tin tưởng vào tình yêu của mình không, ít nhất em cũng có câu trả lời rồi. Kanka, nè.
của tôi hết bao nhiêu tiền? 30 rupee. Gửi anh. Tạm biệt, cảm ơn. Cô chuẩn bị một chút đi, trong lúc tôi thay đồ rồi gặp nhau ở đây. Tại sao ở đây? Cậu có thể đến nhà tôi mà, chúng ta sẽ nghe về buổi thưởng giọng của ba tôi. Để sao đi vậy? Tôi đặt chỗ rồi, chúng ta sẽ nói chuyện ở đó được không? Đặt trước hả? Cậu định đưa tôi đến nơi nào sang trọng sao? Tôi sẽ tức giận nếu cậu cứ chi tiêu không cần thiết đi nha. Không không, không phải nơi sang trọng đâu, nó không tốn kém, nhưng chắc chắn cậu sẽ thích. Thực ra tối qua vì lửa cháy mà chúng ta không thể ăn tối được, cho nên tôi nghĩ để bù đắp cho cô, tôi sẽ đưa cô đến một nơi tốt hơn. Viraj, quên chuyện xảy ra tối qua đi. Cậu cũng biết tôi buồn thế nào mà. Tôi đã xin lỗi cậu rồi. Được rồi, cô đang buồn nên mới đến gặp tôi. Quên chuyện tối qua đi, chỉ là sự cố thôi. Tôi hy vọng hôm nay cô không buồn nữa. Cô sẽ không đốt thêm một chiếc khăn trải bàn nào nữa, có phải không? Còn phải xem nữa. Nếu cậu không thắp nến thì khăn trải bàn sẽ không bén lửa. Nhưng nếu ngược lại thì tôi chắc. Được rồi, tôi đảm bảo với cô sẽ không ai thắp bất kỳ ngọn nến nào xung quanh chúng ta. Cũng may vì tấm vải đỏ rẻ tiền. Nếu vải của nhà hàng năm sau thì... Ý tôi là nếu tấm vải của quán cà phê bị cháy, chắc tôi phải trả một cái giá cắt cổ rồi. Thế thì cậu khỏi lo, sẽ không có tấm khăn nào cả. Tôi nên gặp ba một chút rồi sẽ xuống ngay. Tạm biệt cậu nhé. Tôi đợi cô. Vậy đây là Machi, con dê. Con dê này giống như là con vậy. Bà nói đúng không, Binu? Sao lại như thế chứ? Hãy để bà giải thích. Quay lại. Không, ý ba là lại đi. Quay lại hình ảnh trước đó. À dạ, con biết rồi. Tên nó là gì? Tên nó là Bisley. Bisley à? Bisley là mẹ của Masley, đúng không dân? Chính điều này khiến con dê này trở thành con. Cho ba xem ảnh mẹ của Bisley. Con cho ba xem, nhưng mà con không hiểu mối quan hệ của con với Bisley, con dê. Để ba giải thích. Một ngày nọ, ba con và ba đang trên đường đến trường. Ba đã nhìn thấy một con dê con. Có lẽ nó đã bị tách khỏi mẹ. Sau đó thì sao? Sau đó, ba của con đã bỏ tất cả sách vào ba lô của ba. Rồi ông ấy đặt con dê con vào chiếc ba lô rỗng của mình. Và sau đó, cả hai đến trường. Sau đó nữa, khi có người đến gần và gọi tên ba con, tiếng động đã phát ra từ ba lô của ông ấy. Như thế này. Thần linh ơi, vậy tiếp theo chuyện gì xảy ra hả? Và rồi ba con cùng dê ngay lập tức bỏ chạy về nhà. Kể từ đó con dê đã ở bên cạnh ông ấy. Và cả hai người bọn ta đều đặt tên cho con dê. Nantara, đúng, Nantara. Điều đó có nghĩa là ba con và ba đều là ba của Nantara. Và con gái của Nantara là Timri. Con gái của Timri, Bisley. Và con gái của Bisley là Marjorie. Nghiêm túc mà nói thì cả hai người đang thảo luận về dòng dõi của một con dê đấy hả? Sao con dám gọi đó là con dê chứ? Có chuyện gì vậy Bonit? Điện thoại tắt rồi mẹ à? Con thương cậu cho Ratana đi. Có lẽ ông ấy đang ở đó. Mà đã về chưa? Có chuyện gì thế? Tại sao cả hai người đều nhăn nhó vậy? Chị ơi, điện thoại của ba tắt rồi, em không thể nào liên lạc được với ông ấy. Thử lại đi. Dạ, để em gọi lại. Chuyện gì vậy chứ? Có lẽ là ba đó. Ba à? Ba.
Bindu và ba có mối liên kết với chúng. Beasley là một phần của gia đình chúng ta. Thật ra là một phép màu, tiến sĩ Emma. Hôm qua gặp hai người, nhịp tim của ông ấy đã ổn định. Và hôm nay ông ấy trông rất hạnh phúc. Rất tốt. Ý tôi là cậu đã chữa khỏi bệnh cho ông ấy. Như thế nào vậy, bác sĩ? Trước khi điều trị cơ thể tôi, Emma đã điều trị tinh thần cho tôi. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi tự hào về cậu, tiến sĩ Emma. Cảm ơn ngài. Kết quả đã có, chẩn đoán của cậu rất chính xác. Ông ấy đang bị liệt một phần. Nhưng không cần lo lắng đâu. Vật lý trị liệu trong 2 tuần sẽ giúp ông ấy khỏe trở lại thôi. Cho đến khi bác có thể đứng vững trên đôi chân của mình, cho đến lúc đó, con hãy ở bên cạnh ta. Con sẽ là cánh tay phải đắc lực của ta. Chỉ 2 tuần thôi, không đời nào. Cho đến khi Bindu và Emma nhận ra rằng họ yêu nhau, thì mình không nên hồi phục.